thưởng thức món pizza hải sản cao cấp gần 200.000, hương vị và chất lượng sẽ ra sao? Hãy cùng mình khám phá nha. Tỉnh là vô đây ăn đúng một món đó thôi, nhưng mà các bạn nhân viên có tư vấn là chọn một trong bốn combo này sẽ được quay một cái vòng để trúng thưởng. Vừa được ăn mà còn trúng thưởng nữa thì tất nhiên mình phải chọn cái combo rồi, nhưng mình chọn cái combo rẻ nhất nha. Trong phần này thì gồm một gà giòn sốt Hàn Quốc, có ba loại sốt thì mình chọn sốt tương tỏi cho hai miếng gà này. Vị của nó mặn ngọt đậm đà và rất là thơm. Một phần bánh mì que nướng giòn tan bên ngoài và mềm mại bên trong, và chắc chắn khi ăn những món này thì không thể nào thiếu Pepsi, vô cùng đã khát và sảng khoái. À, để quay được cái vòng này thì mọi người phải tải app Tap Tap về nha. Sau khi thanh toán xong nhận được 3 điểm, bạn sẽ đổi được một cái vòng quay. Mục đích của mình chỉ muốn săn vé đại nhạc hội EDM Pepsi Revolution, nhưng mà mình không may mắn, chỉ trúng được cái lọ Bluetooth thôi, nhưng mà vậy cũng được rồi. Lần đầu tiên mình trải nghiệm ăn pizza hải sản mà kết hợp với đào, rất là lạ nhưng mà hương vị vô cùng ngon. Phô mai kéo sợi béo thơm, lớp vỏ bên ngoài thì giòn tan, bột bên trong thì mềm mại, hải sản kết hợp thêm miếng đào chua chua ngọt ngọt, ngon và làm cho món ăn không bị ngậy. Ngoài cửa hàng này thì bạn có thể mua Pepsi ở các cửa hàng có liên kết như là GS25, 7-Eleven, Galaxy v.v. để tích điểm trên Tap Tap và quay trúng thưởng nha. Và nếu như bạn yêu cái đại nhạc hội này giống như mình thì nhớ săn vé để tận hưởng vào ngày 4/12 nha.